qua tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Tôi quyết định tôi phải xài thanh xuân của tôi một cách hiệu quả nhất. Xài thanh xuân. Cứ xài đi vì cuộc đời cho phép. Một câu nói rất quen thuộc trong ca khúc Vì Tôi Còn Sống đã truyền cảm hứng cho giới trẻ. Với suy nghĩ tuổi trẻ, thanh xuân nên có rất nhiều thời gian để thử thách bản thân, dám nghĩ, dám làm. Dù có sai lầm thì vẫn còn cơ hội sửa sai. Cũng có những điều không tốt bằng trước đây. Thanh xuân cứ việc sai, còn thời gian để làm lại. Theo bạn, quan niệm này đúng hay sai? Sai lầm dạy cho chúng ta bài học quý giá. Nhưng liệu rằng tuổi trẻ phải sai để thể hiện cá tính, thể hiện cái tôi nổi trội hơn người khác là quan điểm đúng đắn? Các nghệ sĩ Lê Giang, Hoàng Rapper, Lê Lộc và Anh Đức chia sẻ quan điểm về chủ đề này như thế nào? Đón xem Sức Sống Thanh Xuân lúc 8 giờ 15 phút thứ Tư, 10 giờ 30 phút thứ Sáu tuần này quý vị nhé. Cái sai của cả những người khác, tại vì nhiều khi mình thờ ơ với cái sai á thì chính mình cũng đang rất là sai. Có mạng tên này nè, trời ơi, thôi em ơi, đậu phộng này cũ quá rồi, thôi tôi mang đâu, trời ơi, thôi bỏ đi, không thôi tôi bị nhiễm bệnh, tôi chết. Ung thư gan là căn bệnh thường phát triển trong âm thầm. Các triệu chứng bệnh ung thư gan giai đoạn sớm thường rất khó nhận biết, vì tưởng chừng chỉ là một phản ứng bình thường của cơ thể. Nguyên nhân nào dẫn đến bệnh ung thư gan? Lời khuyên của bác sĩ đối với căn bệnh ung thư gan như thế nào? Đứng đầu là viêm gan siêu vi B và viêm gan siêu vi C. Bệnh ung thư gan thì nó có một số cái phương pháp để điều trị, như là người ta sẽ tiêm cồn vào trong khối u, người ta có thể đốt khối u bằng sóng cao tần, có thể dùng các phương pháp đông lạnh để khống chế hoàn toàn khối u. Bác sĩ chuyên khoa 2 Bùi Trọng Hợp, trưởng khoa nhiễm bệnh viện Trưng Dương, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tư vấn cho quý khán giả trong chương trình Khỏe để sống vui tuần này. Mời quý vị đón xem lúc 8 giờ 15 phút thứ Ba và 8 giờ 15 phút thứ Sáu trên LA34 nhé. Không ăn những thực phẩm mà có chứa nấm mốc. Những cái lúc mà con buồn một cái chuyện gì đó đó thì con hay nói chuyện với ai? Dạ bố. Bố. Gia đình Hoàng Mỹ, một sân chơi giúp cha mẹ có cơ hội hiểu con cái của mình hơn thông qua phần trả lời câu hỏi mà chương trình đưa ra. Chiếc máy thông thái sẽ giúp các bé tự tin thổ lộ suy nghĩ thật của chính mình. Ba mẹ hơn. Ba cảm giác là con sẽ nghe lời cô giáo hơn. Vì thầy cô trên trường chỉ nhắc nhở thôi chứ không có la mắng nhiều. Còn ba mẹ. Với những đứa trẻ cá tính, quyết đoán, suy nghĩ sâu sắc thì cha mẹ nên cư xử và khuyên dạy như thế nào để trẻ không cảm thấy bị tổn thương? Đón xem Gia đình Hoàng Mỹ được phát sóng vào lúc 10 giờ 20 phút thứ Tư, 15 giờ 30 phút thứ Sáu và 10 giờ 20 phút Chủ Nhật quý chị nhé. Hàng gắn thấy chưa? Sao ba mẹ không ở nhà chơi với con mà ba mẹ chỉ ra ngoài hoài? Làng chổi Bình Thành có sức chi phối mạnh mẽ trong đời sống của cư dân xóm nhỏ thuộc huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, bởi ngành nghề này đã thu hút nhiều lao động, tạo thu nhập ổn định cho người dân Bình Thành. Bằng sự cần cù chăm chỉ, sản phẩm của làng chổi Bình Thành đã tạo được tiếng tăm và được thị trường của nhiều vùng miền. Làng Đúc Đồng Phước Kiều, nơi cho ra đời những chiếc cồng chiêng, một loại nhạc cụ không thể thiếu trong đời sống của đồng bào Tây Nguyên. Tuy sản xuất thủ công, nhưng từ xa xưa, các sản phẩm nơi này đã nổi tiếng khắp mọi nơi nhờ độ tinh xảo trong từng chi tiết. Mời quý khán giả cùng Việt Nam ngày nay đến với hai làng nghề này, cùng các làng nghề khác như làng dệt Bảy Hiền, dệt thổ cẩm Khmer, làng nấm rơm Tân Hòa vào lúc 7 giờ 15 phút và 23 giờ 15 phút mỗi ngày trên LA34. Đừng phèn vô. Rồi chú cắt thành giống như là thường chú ăn như hấu á, chú làm giống như mặt cười á, cái miệng cười á. Đấu trường ẩm thực nhí tuần này, hai diễn viên Thanh Tân và Quạt Mèo sẽ thực hiện món chân gà om xì dầu và bò xào trứng. Với những nguyên liệu mà chương trình chuẩn bị cùng sự hướng dẫn của hai bạn Anh Thư và Tiến Dũng, các món ăn được chế biến như thế nào đây? Đấu trường ẩm thực nhí, một không gian bếp vui nhộn, phát sóng lúc 10 giờ 10 phút thứ Năm, 8 giờ thứ Sáu và 16 giờ thứ Bảy. Mời quý vị đón xem. Vui tươi, hữu ích, thiết thực. Đừng bỏ lỡ những chương trình trên LA34, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An quý vị nhé.